Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều ngày 26 tháng 10 năm 2023 có một số tin chính như sau. Trước hết chúng ta nói về Israel. Như chúng ta biết là hiện nay người ta nói rằng là Israel đã lộ một cái cơn ác mộng đang chờ đợi cái quân đội Israel nếu mà đánh vào đường bộ. Hiện nay là tức là đánh bộ đó các bạn. Hiện nay thì người ta nói là Hamas đang dùng rất là nhiều bẫy và các cái bom ở ven đường rồi các cái thiết bị tự nổ và lính bắn tỉa ở khắp nơi, kể cả trong các cái tòa nhà bị sập rồi đấy cũng có luôn các bạn nha. Thì hiện nay là người ta nói là quân Israel cũng đang rất là sợ, mà chúng ta biết là mấy ngày hôm vừa rồi là lính Israel và lính Mỹ cũng đã tử trận ở đây rồi, còn một số xe tăng và một số xe mà chuyên dùng đấy để mà cày xới hoặc là những, tóm lại là làm tức là đi tìm hầm đấy, các cái xe quan đào các loại thì đã bị nổ rất là nhiều. Có thể nói rằng tấn công trên bộ là một cơn ác mộng. Hiện nay thì Mỹ đã tuyên bố là sẽ chuẩn bị tấn công Iran. Đây là các nghị sĩ của các bên Đảng Dân Chủ, nhất là các thượng nghị sĩ và một số hạ nghị sĩ cũng là thúc giục ông Biden sẽ làm chuyện này. Nên tất nhiên ông Biden thì hiện nay là ông cũng không phải là cái gì ông quyết một cách nhanh chóng được. Tại cái tình hình đây cũng đang có vẻ là đã bắt đầu lún vào rồi chứ chưa lầy các bạn nhé. Chưa xa lầy, tức là lún rồi. Hiện nay cái hệ thống phòng không của Israel cũng đang rất là thiếu. Cho nên nếu mà đánh vào trong này ấy, mà không có khi mà xa lây vào trong cái chỗ Gaza rồi mà không có cái hệ thống tên lửa phòng không ấy, thì có thể là bị các cái chủ thể khác người ta sẽ đánh vào cái lãnh thổ Israel. Thì lúc đấy là rất là khó đỡ. Tại khi mà anh đã vào trong này thì gần như toàn tâm toàn ý vào trong này rồi. Chúng ta biết là phía Bắc đấy là người ta cũng đang chờ thôi. Hiện nay là Pháp đã cử một cái tàu chiến tới Gaza để hỗ trợ. Thì sau khi mà ông Macron về, ông Macron thì cũng có một số cái là ủng hộ, là coi như là không chấp nhận Hamas và ủng hộ quân đội Israel là tự vệ. Nhưng mà ông cực lực chỉ trích cái vấn đề mà nhân đạo cũng như là tấn công vào dân thường là không thể chấp nhận được. Thì cũng rất là gay gắt, nhưng mà có cái là phương Tây nó vẫn là phương Tây thôi các bạn. Pháp thì chúng ta biết rồi. Hiện nay thì bên Nga đã lên một cái danh sách khoảng 900 người để được hỗ trợ trở về Nga từ giải Gaza. Thì cũng chưa biết bằng cách nào, chắc là cũng là đi theo cái đường Fatah về hướng Ai Cập thôi. Hiện nay thì Israel đã ngừng cấp thị thực cho các cái đại diện của Liên Hợp Quốc tại Israel. Nhưng chúng ta biết là cái số người nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Israel đã bị bom đạn, tức là giết đấy, là hết 29 người. Và hiện nay tiếp tục là sẽ đưa người qua đây để làm việc cho Liên Quốc. Nhưng mà sau cái phát biểu của ông Guterres tại Liên Quốc thì bên Israel có vẻ là tức là chỉ trích cái ông này rất là nhiều và muốn ông này từ chức được cơ. Cho nên bây giờ là ông là bên Israel là ngừng cấp thị thực cho nên không cần Liên Quốc tới đây nữa. Đấy, nhưng cái này cũng rất nguy hiểm tại vì Liên Quốc thì chúng ta biết là người ta sẽ tới, người ta sẽ lo các cái vấn đề về nhân đạo, về y tế, về hậu cần, về vân vân, chứ không phải là người ta tới đây người ta để đưa tin hoặc người ta để làm gì đó. Trong các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc thì chúng ta biết là có cả WHO là cái tổ chức y tế thế giới, và các cái UNICEF là quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc. Thì trẻ em hiện nay là bây giờ chết hết một nửa số người bị giết tại Palestine là hiện nay là 6.000 mà hết 3.000 là trẻ em rồi, còn chưa nói là gần 20.000 những người bị thương khác thì đang trong bệnh viện và thậm chí là có thể là vào bệnh viện cũng không sống được. Bởi vì các cái điều kiện thiết bị y tế cũng như không có đèn, không có đuốc gì hết mà mổ. Không cần phải thuốc mê là các bạn biết rồi. Cho nên là hiện nay Pháp cũng đang cố gắng giúp cái chuyện này. Không biết là có Israel có cho phép hay không thì chúng ta cũng chờ xem. Israel công bố là đã tấn công rất nhiều cái cơ sở hạ tầng của Syria, trong đó đặc biệt là các cái máy bay cũng như là các căn cứ quân sự cũng như là các cơ sở hạ tầng về công nghiệp kinh tế của Syria. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này là Nga sẽ không thích thế nào, bởi vì Syria là đồng minh của Nga. Tất nhiên là bên Israel người ta cũng không có pháo kích hoặc là đánh bom vào các cái Latakia hoặc là Khamim của Syria. Đấy là hai căn cứ hải quân và không quân của Nga tại Địa Trung Hải, tức là bờ đông của Địa Trung Hải. Đấy. Hiện nay thì ông Peskov cũng đáp trả cái việc mà Israel là không hài lòng về quan điểm của Nga
về vấn đề Hamas cũng như là vấn đề tranh chấp hiện nay. Tức là Israel muốn là coi như Nga sẽ phải ủng hộ bên Israel cơ. Đấy, nhưng mà ông Peskov đáp trả lại là cái chuyện này là có quan điểm của chúng tôi, không có thể hài lòng hay không hài lòng là chuyện của quý vị. Và Israel nói rằng là Hamas phải thả 212 con tin và đầu hàng vô điều kiện thì chiến tranh có thể kết thúc ngay lập tức. Thì đây là có thể nói là những cái điều mà không bao giờ có. Cũng giống như là bây giờ là Israel là coi như ngừng bắn vô điều kiện, nó là cũng tương đương là bên này là phải đầu hàng vô điều kiện và thả hết con tin thì thôi, chứ cần đánh cái gì, nó nói đùa. Thì hiện nay chúng ta biết là Palestine là hết 1,5 triệu người đã rời nhà cửa khỏi cái Gaza, tức là phía bắc của Gaza, tức là rời khỏi nhà cửa thôi chứ không phải rời khỏi Gaza. Thì chúng ta biết là ở đây có 2,3 triệu người mà hết 1,5 triệu đã ra ngoài đường hết rồi. Như thế là cũng còn mấy trăm nghìn người trong nhà. Nhưng mà nếu ở trong nhà chúng ta thấy thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ ở nhà thì phải ở thôi. Còn khi nào nó đánh thì nó đánh thôi, chứ bây giờ biết làm thế nào được. Đấy là có một số cái tin vắn về chỗ Israel. Thì chúng tôi cũng xin thảo luận thêm với chúng ta. Cho các bạn cũng đọc rất là nhiều cái tin tức ở trên tất cả các cái phương tiện thông tin rồi. Như hôm qua chúng ta cũng biết, tôi cũng có cái thông tin về cái hai cái người mà lớn tuổi bị bắt là con tin, đến sau đó là yếu thả ra đấy. Thì tôi cũng không định nói về các cái thông tin đó, mà tôi thấy một số cái báo đài nó cũng nói rồi, cho nên tôi cũng không nói. Tại là cái bà đấy, bà nói là bà bị bắt sau đó là ngồi lại trước sau đi qua một cánh đồng rất là dài, sau đó là vào một cái hầm như là coi như là, cái giống như là mê hồn trận gì đó, rất rộng và nó rất nhiều ngăn, nhiều đường hướng khác nhau. Thì bà cũng có kể ra một số đó, thì có thể là bên Israel người ta cũng sẽ tưởng tượng ra được là nó là cách bao xa. Thí dụ bà nói là đi hết nửa tiếng xe máy. Đấy, nửa tiếng xe máy đi về hướng Tây, đấy, đi qua một cái ruộng đấy, rất là dài, sau đó là có một cái hồ bên tay phải, sau đó là bắt đầu là không biết là chui xuống hầm. Và lúc đấy bà không biết nữa, thì xuống hầm nó rất là phức tạp. Thì bà này là có hai bà, một bà là 79 tuổi và một bà 85 tuổi, nên các bà yếu rồi. Đấy, trong khi đó là chồng của bà vẫn đang bị bắt con tin, còn hai vị này thì ra. Thường thường là bên Hamas mà người ta bỏ ra, tha ra ngoài là thông thường là những người là yếu, hoặc là nó không có một cái giá trị gì về cái vấn đề là trao đổi hết, mà thậm chí là không khéo người ta chết, người ta bệnh, người ta chết đấy thì lại là phải ra rách việc, cho nên là người ta thả thôi. Nhưng mà bên Israel là đòi thả hết, mà thậm chí có thể chỉ cần thả nước ngoài thôi, còn người Israel thì nó chấp nhận chết thôi. Đấy, tức là chết 1.400 người rồi, thì bên này chết 6.000 rồi, thì thêm một vài người nữa thì không ăn thua. Nhưng mà hiện nay thì người Mỹ và người Nga là đều có nằm trong số này. Đấy, thì lúc thì nói 7 người, lúc nói 20 người, ta cũng nghe người ta biết thôi. Tóm lại người ta nói nhiều thêm lên để mà cho các nước này có cái áp lực đối với Hamas, hoặc là áp lực đối với chính quyền của ông Netanyahu. Đấy, thì chúng ta cũng chờ xem. Bây giờ chúng ta quay trở lại mặt trận của bên Ukraine. Thì như hôm qua chúng ta nói là có một cái vụ nổ tại cái chỗ mà phía trên của dưới của Zhytomyr và phía trên của Kamenitsky này, Starostenkov đây, thì có thể nói là một cái vụ nổ đấy chắc chắn là rất nhiều đạn và tên lửa. Người ta mô tả là có những 300 cái tòa nhà cao tầng là xung quanh là đều bị hư hại hết, đều hoặc là sập hoặc là hư hại. Thì chúng ta biết là nó cái mức độ nổ là như thế nào. Thì rõ ràng là đây là một cái tin vui. Tất cả tên lửa và đạn bây giờ rất là quý. Zelensky nói bây giờ là cả thế giới là thiếu đạn, cả thế giới thiếu đạn pháo, nhưng mà chắc là chỉ còn mỗi ông Triều Tiên với ông Nga là còn thôi. Chứ còn bây giờ Mỹ mà còn có mấy chục ngàn viên là coi như gom góp hết tất cả, là coi như đang đi hướng Ukraine, cuối cùng phải bẻ sang đi qua hướng Israel. Chúng ta biết là hiện nay là rất là khan hiếm các cái loại đạn loại 155 mm. Các cái phụ nữ cũng như là nam giới của độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi của Ukraine khó mà thoát được, trốn đi đâu được. Đấy. Nếu mà chỉ có một lối thoát duy nhất, đó chính là ra nghĩa trang, tức là chết thôi. Chứ còn kiểu gì cũng phải bắt ra trận hết. Thực tế là bây giờ ngoài mặt trận của Ukraine, tôi nói là lính tráng bây giờ thứ nhất là người ta hàng này. Nếu buộc phải ra trận là thứ tốt nhất là hàng là người ta sống. Chứ bây giờ đánh là đánh kiểu này là đánh kiểu gì cũng chết. Không chết trước chết sau thôi. Không chết thì xin lỗi là nhăn răng ra thì cũng chết, không kịp ngáp. Tức là không biết chết lúc nào.
Cho nên bây giờ bảo đánh chỉ một cái Alipka thôi mà chúng ta một ngày mà chết 500 thì chúng ta biết là trong cái thời buổi mà coi như đang người không có, đạn không có, mà đánh thì đánh kiểu gì. Bây giờ nó đang lập vào cái vạc như vậy rất là nguy hiểm. Thì Nga cái phá hủy cái sân bay, cái chỗ mà Starokonstantinovka đấy và cái sân bay ở Uman, cái khu vực mà chúng ta mới chỉ đấy. Có thể nói là tình hình này sẽ rất là khó khăn cho càng thêm khó khăn. Như cái tin trước thì chúng tôi đã thông báo là coi như là Nga đã tập trận hạt nhân và ông Putin chính thức là tham dự các bạn nhé. Có lẽ là cũng sắp tới sẽ đánh lớn. Thì trong trường hợp mà đánh lớn như vậy á, mà có một cái kẻ thù nào mà coi như là ngáng đường Nga thì chắc chắn Nga sẽ phải dùng cái hạt nhân. Mà lần này thì chúng ta biết là ông vừa đi Trung Quốc về là ông đã xách cái vali, hai cái vali hạt nhân qua đó và bây giờ về và tập trận ngay. Để chúng ta biết là như thế tình hình là cũng là tương đối là gấp rút đấy. Và một số bạn hỏi là ông Putin là có bị ốm, bị đau gì không. Thấy là bên phương Tây nó nói là ông đang bị bệnh nặng nào kia thì chúng ta biết rồi. Ông mới đi Trung Quốc về đang làm sao mà ông bệnh được. Thì còn cái chuyện bệnh hoặc là thậm chí nói sắp chết là coi như nếu mà các bạn cứ nghe cái tin phương Tây thì nó nói suốt được cái chuyện đấy thôi. Đấy, trong khi ông Biden là ông lụng khủng, ông đi không được, ông nói không được, ông nghĩ không ra thì người ta còn chưa nói ông chết nữa. Làm sao mà Putin mà bệnh hoạn gì được, không phải dễ gì. Thì cái thời gian vừa rồi là ông Trung ông cũng nói là Nga đánh cắp các cái thiết kế tên lửa của Mỹ đấy, nhưng mà bên Nga người ta đáp trả ngay, nhất là các chuyên gia quân sự hàng đầu của thế giới người ta đáp trả ngay. Và ông Mỹ thì còn thua xa về Nga về các công nghệ tên lửa cũng như là các cái loại mà vũ khí siêu thanh. Thì bây giờ Mỹ là coi như đã không bằng người ta rồi, còn bảo đi người ta đi ăn cắp của mình thì coi như nó cũng là trớ trêu. Thì cái chuyện đấy là cái chuyện mà coi như là nói cho nó vui, ông Trung ông gọi nói cho vui thôi. Hiện nay chúng ta biết là cái Nga đã phá hủy thế là 9 trên 12 cái HIMARS, tức là có 12 cái hệ thống HIMARS mang qua đây thì hỏng, tức là bị phá hủy 9 rồi, còn có 3 thôi. Mà chúng ta biết cái HIMARS này là có thể sẽ dùng cho attachment được. Nhưng mà hiện nay cái Shadow cũng như attachment là Nga cũng đã bắt top rồi đấy các bạn nhé. Hiện nay một số cái chuyên gia cao cấp của Mỹ, bên Mỹ người ta nói rằng cái tình hình HIMARS là rất xấu tại Ukraine, cũng là mưa làm gió một thời gian. Nhưng mà nay là coi như là thứ nhất là còn ít và thứ hai là Nga đã bắt được. Còn cái Tom Shadow thì là nó lại quá ít. Mà vừa rồi đánh khắp nơi như vậy thì nổ rất nhiều như thế thì có khả năng Shadow cũng không còn. Nếu còn thì cũng có lẽ là cũng không có mà dùng một cách thoải mái được. Còn attachment thì Nga nói là coi như là Nga cũng đang nắm bắt được công nghệ của nó rồi. Và cũng nói rằng là không có cái vấn đề gì đối với cái loại này. Thì chúng ta cũng hy vọng nó là như vậy. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ Anika. Anika hiện nay là có thể nói rằng là còn 8.000 quân và có 1.600 dân ở trong này. Hôm trước nói 1.500 nhưng mà hôm nay người ta nói là 1.600. Thì họ nói bao nhiêu thì chúng ta biết bấy nhiêu thôi. Và bên ông Zelensky nói sẽ là đưa thêm vào trong này là 30.000 quân nữa. Thì tôi không biết là đưa vào kiểu gì. Tại vì cái số 8.000 là hiện nay đang dưới bom ke. Đang dưới các cái hầm ngầm dưới này trong từ Bắc Chí Nam. Còn các cái lực lượng xung quanh có lẽ là cũng phải vài ngàn chứ không ít đâu. Còn nếu mà đưa 30.000 thì khả năng không có số lượng đó, nhưng mà người ta có thể người ta nói số lượng đó. Nếu mà có huy động được 30.000 vào đây nữa thì tình hình ở đây sẽ đánh rất lớn và rất khó khăn, hay nói cách khác là sẽ kéo dài. Cái khu vực này hiện nay của Nga là Nga đang đánh lên cái chỗ mà gần tới Novokalinove. Chúng ta sẽ bỏ ra có thể là nhiều thời gian để chúng ta xem các cái trận đánh ở đây. Thứ nhất là Nga đã vượt qua cái chỗ khu vực này, thì chúng ta biết là khu vực này là cái chỗ mà cái đường sắt, cái đường sắt mà đi lên đây đấy, nó cũng đi ra cái đường sắt đây, để cái đường sắt đi vào. Và như cả thì cái khu vực đường sắt này thì trước đây là chúng ta có thấy là Nga đánh vào cái công sự mà dưới cái hầm cầu đó các bạn, cái cầu cảng đấy, thấy là ở dưới đấy là hầm nấp ở dưới đấy, tức là cái đường ở dưới. Thì người ta làm y một cái công sự đấy, thì hiện nay Nga đã vượt qua cái đó và bây giờ đang lên chỗ Novokalinove rồi. Tôi thấy là có hai mũi đi lên mà chưa tới các bạn nhé. À, tức là đang đi theo cái hướng này, thấy gần tới cái chỗ. Nếu mà tới thì chỗ này là ngon lắm. Tới chỗ này thì có nghĩa là coi như cái Ocherestina này thì cũng là coi như bỏ của luôn. Tức là hiện nay các cái lượng pháo của Nga, của Ukraine đang từ khu vực này, đang chuyển về đây. Như sáng chúng ta nói rồi, nếu tình hình này mà xấu, tức là từ nếu mà Nga mà chiếm được cái chỗ này rồi ấy, thì Nga sẽ chiếm qua đây, Nga sẽ qua đây. Cái này thì chưa có thì tôi chưa tiếp. Thì lúc đấy là cái Ocherestina này lại phải chuyển tiếp,
đấy, là Ukraine đã phải chuyển tiếp lên chỗ Pakro, cái chỗ này, phải chỗ này, cái này chúng ta cái màu này đứng này, đây thì Ukraine là phải chuyển tiếp đi đi lên chỗ khác, đi ra chỗ khác, tức là nó sẽ xa cái tiền tuyến hơn. Mà trong khi đó họ nói là tiếp tục là đưa quân vào đây, tôi không biết là đưa quân vào cái đường nào. Nếu mà đưa quân vào đây càng nhiều càng tốt các bạn, thì có lẽ là Nga cũng chưa đánh được, chưa đánh lớn đâu, cứ chờ qua thôi. Ngoài ra thì Nga đang tấn công ra hướng Berdichi. Nếu mà chúng ta nhìn video thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đánh giống như là hồi xưa mà các cái gọi là cái pháo phòng không của Việt Nam mà đánh B-52 Mỹ bắn lên dễ sợ. Mà đây là các cái pháo đa nòng đang bắn ra hướng Berdichi các bạn nhé. Đây, hai cái hướng này là đang đánh rất là dồn dập, đánh rất khẩn trương và đánh có thể nói là cày nát hết tất cả cái tức là trên cái lối đi của người Nga. Theo cái kế hoạch ấy, là coi như là hiện nay không phải là kế hoạch mà hiện nay là cái khu vực mà từ cái phía bắc này, chúng ta biết là phía bắc của nhà máy hóa chất và đi xuống phía nam đây, cái này tôi nhỏ thì nó chỉ còn nhỏ thế này thôi, chúng ta nhìn thấy cho dễ. Thì từ bắc xuống nam là lại là có 8.000 quân ở dưới này, cho tới cái chỗ Tarot này thì các bạn nhé, cái chỗ Tarot này này, cái chỗ này là chúng ta biết là cái pháo, có một cái pháo đài, tức là cái khách sạn mà trong đó là có mấy cái nhà xung quanh, nhưng thực tế nó là pháo đài. Thì từ cái này lại xuống đây là 8.000 quân, còn xung quanh đây thì là chúng ta biết là có mấy ngàn quân, chúng ta đã nói rồi. Nhưng mà hiện nay á là Nga nói rằng tất cả các đường vào của Adika đều đã nằm trong cái tầm hỏa lực hết rồi, tức là hay nói cái khác là không thể vào được. Thì tôi không biết là họ sẽ vào bằng con đường nào, hay là có đường ngầm hay không thì chúng ta không biết. Cũng nghe nói là phong phanh là cái chỗ Novokalinova này nó có một cái đường hầm các bạn nhé, thì không biết là đường hầm là đi vào cái lối nào, đi thông với Ocharestina hay là đi vào Krasnogorovka rồi sau đó là chui xuống dưới cái bãi rác, tức là dưới cái nơi để rác, nhưng thực tế nó là cái núi đó các bạn, nó là cái đồi núi toàn đá không, ta cũng chưa biết là cái đường hầm đấy như thế nào. Thì họ có thể đi vào các đường hầm để họ vào trong này, nhưng mà nếu mà họ đi vào đường hầm vào trong này thì càng nguy hiểm thôi. Đấy, bây giờ trong này có 8.000 chứ 10.000 chứ 20.000 trong này thì cũng chết rồi, kiểu gì là Nga cũng đánh sập hết chỗ này, chúng ta không biết là lúc nào. Cái ở phía nam này thì hôm vừa rồi là Nga lại tiếp tục lại phát hiện ra được một cái xe tăng, mà không biết là đi vào hướng nào là có một cái xe tăng ở đây, thì tất nhiên là UAV của Nga là tiêu diệt tại chỗ. Cái khu vực này hôm nay là chỉ có như vậy thôi, nó cũng không có gì mới, chỉ có hai cái hướng đánh lên hướng bắc và ra hướng tây này đánh rất mạnh. Và chúng ta thấy hướng nam này thì buổi sáng chúng ta nói là Perovskaya này nó đã kiếm ra một tí rồi, tức là vẽ ra một tí hình ở đây mà tôi không vẽ đấy, thì tức là phía nam là tương đối chắc chắn. Nếu giữ thì giữ cái tuyến này thôi các bạn, giữ là giữ cái tuyến đường này, đây chỗ Perovskaya đi lên cái chỗ mà Karlovka, đây là một con đường cũng rất là huyết mạch. Thì còn cái đường mà từ đây mà Ocharestina đi lòng vòng này thì nó cũng không phải là dễ đâu. Cái này đương nhiên là Nga nó phải nắm rồi, còn đây là cái đường này đi xuống này, đấy là vào Orlivka, sau đó đi vào đây có Lataskina này, mà đây nó nhỏ quá, nó không kia đấy, là xong từ đây là nó có một cái đường vào nữa. Thì như vậy là Nga phải thấy được cái đường này có thể là người ta không đi xuống đường sắt, đi đường này người ta đi đường này, ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là đây là Nga mà đã đang đánh cho Berdichi rồi thì sẽ chia cắt cái đường này. Còn cái chỗ Perovskaya này thì chúng ta biết rồi, mấy ngày nay tôi cứ vẽ là 3-4 cái mũi tên đây thì không thể vào được khu vực này đâu. Đấy, còn cái chỗ này Nevska dưới này nữa là chúng ta biết là cái mỏ than Krasnogorovka phía dưới này, thì cái chỗ đấy là dưới đấy là Marinka với Pavada đấy. Đấy, thì tôi nghĩ là quả này là đánh rộn ràng lắm đấy. Thế thì chỉ còn một cái hướng tây này thôi, chỉ còn một hướng tây thì Nga buộc Nga phải cố gắng, Nga phải giữ được cái Tonanka này cũng vậy, và cái chỗ này là Siver nha. Tất cả các khu vực này là, thì Nga nên ai mà người ta chỉ huy trưởng chỗ này người ta phải biết thôi, người ta phải biết đánh như thế nào. Như chúng ta ngồi xem đây, chúng ta còn muốn là vào chúng ta đánh này thì huống hồ gì những người cầm trận, người suốt ngày người ta với sa mạc, suốt ngày với bản đồ, suốt ngày người ta nói về chiến trường thì người ta rất rành với cái chuyện này, thì chúng ta cũng chờ đợi thôi. Tiếp theo chúng ta đến cái khu vực Robotyne thì từ sáng đến giờ tự nhiên là cũng lại mấy xe xuống nữa, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mà nó là một cái xe tăng với lại 2-3 chiếc gọi là phương tiện chiến đấu. Phương tiện tức là cái gì mà đi được thì đi thôi, thì là đương nhiên rồi, khu vực này là Nga không có cái nào xuống đây làm gì nữa, xuống Verovo cũng thôi rồi,
xuống chỗ Novo Prokhorovka cũng thôi rồi. Robotina bây giờ cũng chả buồn xuống dưới phía nam nữa, chỉ có từ phía bắc với lại phía trung là cái bật sang company từ sáng là cũng bị rồi. Thế người ta tính là trong vòng một tuần vừa qua thì ở đây cũng phải là mấy chục chiếc, phải có hôm nào ít thì cũng 2-3 chiếc mà hôm nào nhiều thì cũng là 10 chiếc. 10 chiếc là bộ xe bộ binh chiến đấu với các phương tiện chiến đấu bọc thép nữa, chứ không phải là xe tăng và xe bọc thép không đâu các bạn nhá. Nó chủ yếu là bây giờ đi các xe phương tiện đó thì là coi cũng mấy chục chiếc trong cái tuần vừa qua. Còn cái khu vực cái dưới sông này, sông này thì sáng giờ cũng không có gì, chỉ có mỗi cái chỗ mà cái cầu đường sắt đây thôi các bạn. Đây cái cầu đường sắt này, chỗ Pridnipropetrovsk là cái chỗ đường này. Đây còn đây là cái cầu Antonov này. Còn cái khu vực trên này là chúng ta biết là để chúng ta định vị đó. Đây định vị đây này, cái khu này là Kirinki, là hiện đấy là bên Ukraine đang giữ một số binh lính ở phía bắc. Kozachi là nơi sẽ đến thì chúng ta đã nói rồi, nhưng mà còn cái từ sáng đến giờ chỉ có khu vực này thôi, là cái chỗ cầu đường sắt đây. Đây là một cái cầu đường sắt. Thì Nga đang đánh bom rất là mạnh ở cái phía ngoài này, cái phía đầu cầu này. Là chúng ta xem video chúng ta sẽ thấy. Và hiện nay là đang cố gắng là coi như là thiết lập, sau khi qua được đường sắt thì họ cố gắng họ thiết lập các cái khu vực này để mà coi như chắc chắn để là tốt thì là bắt đầu sẽ đưa quân qua đây làm một cái đầu cầu. Thì như chúng ta biết rồi, cái này thì Nga chưa bao giờ Nga đánh rồi. Anh cứ đi qua cái này, chúng ta đây là đây cái ranh giới, đây là cái sông này các bạn nhé, đây là cái sông này này, chứ không phải là đi qua không đâu. Thì người ta nói là bên Ukraine đang xây bộ đang đào đường bộ ở dưới này, coi như đi dưới này để vào cái khu vực chiến tuyến, chứ không phải là đi trên cái cồn cát này, cái roi đất này, Cù Lao, cái đảo này đâu. Đấy, người đang đào phía dưới đây mà tôi cũng không hiểu đào để làm cái gì nữa. Mùa mưa đến rồi đi đào xuống đây để làm cái gì. Cái đấy thì hiện nay là Nga đang biết là đang đào hầm ở dưới này, tức là để là tạo một cái chỗ đứng, nhưng mà tôi nghĩ thấy là sai lầm. Đấy, còn khi mà qua được bên này rồi chắc chắn là Nga sẽ đón đánh thôi. Tất cả cái khu vực này là Nga là đang đón đầu hết, thì chúng ta biết là cả cái khu vực Kherson này bây giờ đánh gì nữa mà đánh. Tất cả cái vạn này là coi như là đây, Nga đánh từ đây cho đến đây, ở cái chỗ này là coi như lúc nào cũng ăn đạn ăn bom hết. Rồi cái khu vực cầu Antonov là cũng bị luôn. Đấy, Mykinska, cái sáng mà chúng ta nói luôn. Rồi cái chỗ này là cái chỗ với cái cầu là chúng ta mới nói xong. Thì không còn cái chỗ nào mà qua được. Còn cái chỗ này thì mới có một tí người ở đây thì cứ qua được bao nhiêu là chết bao nhiêu. Đấy, thì bây giờ là chỗ chúng ta mới nói là bây giờ đang đào cái hầm để qua cái chỗ này. Thì tôi không hiểu là qua đây là cái gì. Tức là hiện nay chúng ta nhận định một cái này cho nó nhanh này. Nhiều bạn thì thân Ukraine thì cái chuyện của các bạn thôi, nhưng mà nói về cái tình thế bây giờ nó giống như cờ tàn trong cờ tướng. Trong cờ tàn trong cờ tướng, nói thật đấy, nếu mà trong trường hợp ấy mà cái bên mà đang tấn công mà đang mạnh, đang tức là gần thắng rồi, bên kia gần chết rồi, nhưng mà chẳng may ấy là nó có một cái nó thọc, nó chiếu tướng, hoặc nó vào một cái bí nào đó, hoặc là nó tóm lại là nó làm cái chuyện bất ngờ, thì nó cũng có đấy, nhưng mà xác suất nó thấp lắm. Là với cái điều kiện là cái người mà đang chủ công, người đang sắp thắng ấy, là người ta chủ quan. Đấy, người ta không ngó ngàng gì bên mình thì mới thua. Thì có thể thua thôi, chứ chưa chắc thua. Khi người ta đang dồn dập, người ta đang tấn công như vậy, mà có anh chỉ có một hai cái mà anh lật ngược lại toàn bộ cả một cái chiến lược chiến dịch của người ta thì nó rất là khó. Đấy, nhưng trong cờ tướng nó vẫn có thể có xảy ra các bạn nha. Đấy, là lơ đãng, mất cảnh giác, hoặc là coi như là anh cái phòng thủ nó không chắc chắn mà anh chỉ lo tấn công mà trận tấn công thôi thì cũng có thể thua. Nhưng mà ở đây thì tôi nói là cái khả năng đấy nó chỉ khoảng 1-2% rồi, có thể nói là gần như là không thể. Thì chúng ta cũng để có một số cái thông tin mới thì chúng ta thảo luận vậy thôi. Chủ yếu là tăng viện tại Arika. Như chúng ta biết là ông Zalushny là nói là giải tán hết tất cả các nơi khác để mà tập trung Arika, thì cho là điểm hẹn luôn ở đây. Rồi có gì đánh nhau trận nữa tơi bời cái chỗ này trong vòng nửa tháng để anh kết thúc đây là đẹp. Hôm qua năm 2024 ăn Noel xong hôm qua năm 2024 là coi như ký hòa đàm với nhau rồi tất cả là coi như. Còn trong trường hợp nếu mà nó đánh cờ râm, hoặc là trong trường hợp mà nó các cái thế lực khác nhảy vào, thì Nga đã xài hạt nhân là các bạn biết rồi, thì cái chuyện đấy thì càng nhanh, kết thúc cái chuyện này càng nhanh luôn. Nếu mà coi như có cái chuyện mà đánh cờ râm nữa thì lấy Odessa nó nhanh cho nó tiện, giống như là nguyên cớ thì bây giờ nó muốn đánh lắm rồi,
muốn lượm mình lắm rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình đánh Crimea là được quân thật rảnh thôi. Chúng ta biết là dân Odessa đấy thì có một số nào đó người ta chống thôi, chứ còn Odessa nó cũng người Nga, nó giống như Crimea, nó giống như Kherson này thôi, nó không khác gì hết, các cốt cũng vậy. Cho nên là với lại thực tế bây giờ dân của Ukraine bây giờ nó cũng chán cái ông này lắm rồi, chán quân đội này lắm rồi, nó cũng chán cái cảnh chiến tranh này rồi, ăn không ăn, ăn không ngon, ngủ không yên, làm thì không được đi làm, mà cứ mà bây giờ đi ra nước ngoài nó cũng chửi. Tóm lại là bây giờ không biết đâu, nếu mà còn ở trong này tình hình kéo chiến tranh kéo dài chưa chắc là sống, mà nếu sống mà ra chiến trường thì là coi như là về lại nghĩa trang nghĩa địa, có thế thôi. Cho nên là người ta cũng chả muốn chiến tranh được các bạn. Và lại ông Nga xưa nay nó cũng là anh em chứ nó cũng chả phải kẻ thù. Còn bây giờ tổng thống mình đã đưa ra hai dân tộc đối đầu nhau thì phải đánh nhau thôi, chứ còn bây giờ nếu mà Nga hay là Ukraine nếu mà ai thắng thì người ta cũng theo rồi. Đấy các bạn nha. Mà tất nhiên Ukraine thì không có cửa rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và chúng ta hẹn gặp nhau tại 22 giờ trong cái video nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.